Thúy Vi chào tóc dài khi đổi tên. Ui giời. Hello cỏ 4 lá. Đấy, họ bật lên. Chín là mình ăn thông luôn. Cười tươi thế thì thắng như là nó cho mất được. Cười thì lúc đấy giờ chứ nữa. Đi đâu đấy, đi đâu đấy. Chạy đàn gì đấy. Thú rồi, thú rồi, toán. Kêu này toán thật, không có chị. Kéo chỉ là điều cái cho dễ. Nhưng
Mới tạo mới con bá này mà, thoải mái. Đấy. Đi. Bắn nặng luôn. Bắn đại các. Bắn nặng bốn luôn. Bắn còn có đi đâu đó. Không, bắn nó bốn nặng chết sẽ chỉ đánh năm luôn. Bộ chị nó dân còng cũng bao rồi giảm chào phi lý buồn mùa này khô tay khô chạm ở đâu là nó té ra kìa đấy thôi. Không biết là thời tiết thế nào mà như chạy cả đủ đúng đi. Wow. Chạm cái gì đẹp rồi. Mai mua bánh về đây rồi bảo mấy hồi lấy ấy nhỉ? Mua về rửa đây rồi bỏ vào túi. Ba giờ tao đi hả? 3 giờ chiều. Mai đóng hết bánh kẹo với nước ngọt với gì bỏ trong bao ấy. Rồi 3 giờ chiều ngày mai đi phát cho các em ở bản Linh Philip. Bút bắn gì? Bắn đen thiệt đấy. Bắn tạo này nó đẹp cỡ. Ôi, thua rồi. Yeah. 9-11 rồi đi. 9-2 đi. Linh Philip à. 10 năm. Nhưng mà vào để mai trả kèo này. Hôm nay thua là không bán được. Bởi vì tâm lý rồi. Gặp Linh Philip là tâm lý rồi. Đi A là phải là 2 ngày sau hoặc là cuối tuần. Thầy mặc đâu cả, Hello.